người đang áo cho người mới. Khi mùa đông lạnh lùng sáng, nhớ chuyện ngày xưa. Quá hay anh em ạ. Một cuốn băng cối 7 mà trời lửa nó như băng 10. Lại là mặt B tuyển tròn mười mấy ca khúc của nhiều ca sĩ, mỗi bài cùng là của một ca sĩ gạo cội, bài bài tủ đấy. Cuốn băng có tiếng hát Dạ Hương, Hoàng Oanh, Thanh Thúy, Thanh Tuyền, Chế Linh, Hà Thanh, Hương Lan, rồi có cả Duy Khánh. Còn mặt B thì có mặt A thì chuyên về Mạc Thủy luôn, tổng hợp tất cả các cái Mạc Thủy, các cái album của Mạc Thủy đã ra mắt. Đó là có album Mạc Thủy 1, 2, 3, 4, 5, 6 đã đều có nhặt mỗi bài hay hay của từng album thì tổng hợp vào đây. Thế mới là xứng đáng một cuốn băng cối 7 đặc biệt. Tiền thì tiền băng 7, giá tiền quốc dân cho một cuốn băng 7, nhưng anh em được hưởng mọi quyền lợi của một cuốn băng 10. Thời lượng nó dài, chương trình thì chọn lọc từng bài, biên tập lên rất hay và công phu. Dây băng nét 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 luôn. Đấy, anh em nghe demo luôn. Đang vừa nói vừa nghe cho anh em nghe đây. Cách làm băng và chơi băng nó hay và nó tốn công phu, tốn thời gian. Đó là mình nhặt riêng từng bài để biên tập lên một cuốn băng. Đó mới là cái hay và cái chơi không giống ai. Đấy, những cuốn băng như thế mới là những cuốn băng đáng giá trị sưu tầm. Đây, anh em nhìn cái list bài này, những cái bài nó rất hay. Bài Tình Chỉ Đẹp của Dạ Hương này, bài Truyền Một Chiếc Cầu Đã Gãy của Hoàng Oanh, bài Tiếng Xưa của Thanh Thúy, bài Nỗi Buồn Đêm Đông của Thanh Tuyền, bài Cho Vừa Lòng Em của Chế Linh, bài Con Quốc Việt Nam của Hà Thanh, Hòa Bình Ơi, Tôi Chờ Người của Hương Lan, bài Không Còn Nhớ Người Yêu nổi tiếng của Chế Linh, bài Ngõ Hẻm Gặp Nhau Thanh Tuyền, Người Xa Về Thành Phố Chế Linh, Gió Về Miền Xuôi Duy Khánh, Áo Em Chưa Mặc Một Lần Chế Linh, bài Thôi của Chế Linh, và chấm 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 là một số bài nữa em không ghi vào list vào đây. Bên này thì chuyên về Mạc Thủy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, anh em kết cái cuốn băng này thì không chốt thì chốt cuốn nào nữa trời. Đấy, đây là em giới thiệu qua riêng cái cuốn này nha. Còn băng thì bên em nhiều, băng nhiều, anh em thích chọn cuốn nào chọn, nó toàn là băng đặc biệt. Thậm chí đấy là còn có những cuốn băng 5. Cũng thời lượng nhìn băng 5 như thế này thôi chứ thời lượng cũng dài như băng 7. Sợ thật. Đấy, băng 5 nhá. Băng 5 anh em nhìn này. Chế Linh Người Nhập Cuộc, nhiều ca sĩ tuyển chọn, cái list này rất hay cho nên nhiều bà thích, em phải làm Chế Linh Tình Bơ Vơ. Đấy, băng 5 mà như thế này thì còn chê vào đâu được. Tiếng hát Duy Khánh, Duy Khánh 1 đấy ạ. Hay là Thanh Tuyền 2. Đấy, Thanh Tuyền 2. Giới thiệu qua tiện thể thì giới thiệu qua cho anh em, để anh em ủng hộ em Sơn. Băng thì vô đối và quan trọng là chất lượng và cái chương trình ấy là chương trình mang tính chất là tổng hợp, nhặt nhạnh từng bài một. Ngoài băng cối thì có băng cassette, rồi CD, phôi băng các kiểu.